Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọt xoài. Đây, đầu tiên chúng ta cầm cái xoài lên, chúng ta gọt từ phần đít lên, mà phần dưới đầu. Phần đầu lên phải không, phần đầu xuống, xuống phần xuống đó. Các bạn cứ gọt vỏ nha. Rất đơn giản nhưng mà có một số bạn nhiều khi cũng không biết cách gọt xoài đâu. Ví dụ là mình đây. Mình thường thường ba mẹ mình gọt đó, các bạn gọt chặt phân nửa ha, đó các bạn chẻ trên. Tiếp tục chúng ta lật cái mặt kia lên, chúng ta gọt tiếp, gọt mặt còn lại. Xoài thường ăn bổ gì mà bổ đủ thứ đó mà các bạn muốn biết bổ gì các bạn lên mạng tìm thêm nha. Đầu tiên là mình thấy nó ngon ngọt, xoài chín thì nó màu vàng hả mà. Chín nó màu vàng. Cái này là xoài gì ta? Cát chu. Xoài cát chu hả mà. Xoài đừng thấy tên lạ này ha. Thường. Rất là ngon. Đó các bạn gọt vậy nè. Đó, quá đơn giản các bạn. Tiếp theo các bạn gọt hai bên nữa. Đó, gọt luôn bên kia. Cái này thường lặng để ý là thường lặng thấy người ta cũng hay ăn các bạn. Thì cái hộp cạp ngon. Dạ, đây. Dính thịt. Rất đơn giản, một cái clip rất là đơn giản, rất là vui nhộn các bạn. Nhưng mà các bạn có ý kiến gì các bạn cứ comment dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.